Quan Hoàng Bảy là vị thánh hoàng nổi tiếng lừng lẫy đất Bảo Hà. Vậy Quan Hoàng Bảy là ai? Sự tích Quan Hoàng Bảy như thế nào và đền chính thờ Quan Hoàng Bảy ở đâu? Hy vọng qua bài viết này giúp bạn đọc có thể tự trả lời cho các câu hỏi được quan tâm này. Quan Hoàng Bảy là ai? Quan Hoàng Bảy là một nhân vật có thật trong lịch sử Việt Nam, còn trong tín ngưỡng thờ mẫu. Ông là một trong những vị thánh được người trong và ngoài đạo nhắc đến nhiều nhất. Trong tứ phủ thánh hoàng, ngài đứng thứ 7 sau Quan Hoàng Lục An Biên và đứng trước Quan Hoàng Tám Bát Nùng. Ngài là một trong 10 vị quan hoàng trong tứ phủ quan hoàng được nhân dân tôn kính phụng thờ hầu khắp các đền điện phủ trong hệ thống thờ mẫu đều có ban thờ ngài. Tên húy của ngài, Nguyễn Hoàng Bảy. Sắc phong tước hiệu, Thượng Đẳng Thần. Sự tích Quan Hoàng Bảy. Sự tích Quan Hoàng Bảy Bảo Hà có khá nhiều dị bản khác nhau. Tuy nhiên, theo các tài liệu có sự đáng tin thì sự tích về Quan Hoàng Bảy được kể lại như sau. Quan Hoàng Bảy hay thường gọi là ông Bảy Bảo Hà. Ông là con đức vua Cha Bát Hai Độc Đình. Theo lệnh vua, ông giáng hạ phàm trần, trở thành con trai thứ 7 trong danh tộc họ Nguyễn vào cuối thời Lê, vào triều Lê Cảnh Hưng 1740 đến 1786. Tại vùng Bảo Hà và biên cương phía Bắc, có giặc Trung Quốc từ Vân Nam tràn sang cướp bóc, đột phá. Triều đình bèn cử viên tướng thứ 7 họ Nguyễn chính là Quan Hoàng Bảy lên trấn thủ vùng Quy Hóa. Danh tướng họ Nguyễn đưa đội quân tiến dọc sông Thao đánh đuổi bọn giặc cỏ, giải phóng Cao Bàn và xây dựng Bảo Hà thành căn cứ lớn. Cũng vì lý do này dân gian gọi ông là Quan Hoàng Bảy Bảo Hà. Đối với giặc ngoại xâm, tướng Nguyễn Hoàng Bảy đánh đầu thắng đó và tan thế giặc ngoại xâm. Đối với nội bộ, tướng Nguyễn Hoàng Bảy đã có công thống nhất các thổ ti, tù trưởng, thổ hào quanh vùng đoàn kết quanh ông thành một khối đoàn kết thống nhất. Sau đó thống lĩnh quân thủy và quân bộ tiến đánh giặc ở Lào Cai, giải phóng các châu thuộc phủ Quy Hóa, Yên Bái, Lào Cai ngày nay. Tại đây ông đã tổ chức các thổ ti, tù trưởng luyện tập binh sĩ và trấn giữ vùng biên hải nơi Bảo Hà, Lào Cai. Tại đất Bảo Hà, ông thống lĩnh lục thủy đánh đuổi quân giặc về vùng Vân Nam. Sau đó ông chiêu dụ các thổ hào địa phương đón người Dao, người Thổ, người Nùng lên khẩn điền lập ấp. Sau này trong một trận chiến đấu không cân sức, ông Bảy bị giặc bắt, chúng tra khảo hành hạ dã man, nhưng ông vẫn một lòng kiên trung, quyết không đầu hàng. Cuối cùng không làm gì được, chúng sát hại ông rồi mang thi thể vứt xuống dòng sông Hồng. Kỳ lạ thay, di quan của ông dọc theo sông Hồng trôi đến phà Trái Hút, Bảo Hà, Lào Cai thì dừng lại. Còn một điều kỳ lạ nữa là khi ông bị giặc sát hại thì trời bỗng chuyển gió, mây vần vũ kết lại thành hình thần mã ngựa. Từ thi thể ông phát ra một đạo hào quang phi lên thân ngựa, đến Bảo Hà thì dừng lại, trời bỗng quang đãng, mây ngũ sắc kết thành hình tứ linh châu hội. Sau này khi hiển linh, ông được giao quyền trấn giữ đất Lào Cai, ngự trong dinh Bảo Hà. Đến lúc này ông nổi tiếng là một ông hoàng không chỉ giỏi kiếm cung mà còn hết mực hộ quốc an dân. Ông luôn khuyên bảo nhân dân phải ăn ở có nhân có đức, tu dưỡng bản thân để lưu phúc cho con cháu. Triều vua Minh Mạng, Thiệu Trị Sắc tặng ông danh hiệu Trấn An Hiền Liệt và các triều vua nhà Nguyễn khác tôn ông danh hiệu Thần Vệ Quốc Quan Hoàng Bảy Bảo Hà. Còn đồng bào các dân tộc Kinh, Tài, Giao thì tôn thờ ông là vị nhân thần. Ông đi vào cõi tâm linh các dân tộc và hiện thân trong các lễ hội xuống đồng vào ngày Thìn tháng Giêng, hòa thánh vào hệ thống thánh hoàng trong tín ngưỡng thờ mẫu. Đền thờ Quan Hoàng Bảy ở đâu? Đền chính thờ Quan Hoàng Bảy là ngôi đền Bảo Hà được lập tại nơi năm xưa di hài của ông lưu lại, nằm ở chân đồi Cấm, bên bờ thượng lưu sông Hồng, ở bên bến phà Trái Hút, thuộc xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Năm 1977, đền Bảo Hà được chứng nhận là di tích lịch sử quốc gia. Ngôi đền cách thành phố Lào Cai 60 km và cách ga xe lửa Bảo Hà 900 m, hiện đã được tu sửa để thuận tiện cho du khách hành hương. Phong cảnh nơi đây vô cùng thơ mộng, bình yên, rừng núi bao quanh xanh một màu, đối diện với dòng sông Hồng, lưng tựa vào núi. Ngôi đền này được cho là mang phong thái ung dung lĩnh đạc của Quan Hoàng Bảy, cũng là di sản chứng minh cho sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc văn hóa truyền thống với quan cảnh thiên nhiên vĩ đại. Tiệc Quan Hoàng Bảy. Ngày tiệc chính của Quan Hoàng Bảy là ngày 17 tháng 7 âm lịch. Vào ngày này và nhất là dịp tháng 7 âm lịch, ở đền Bảo Hà luôn tập nập du khách thập phương đến dâng hương để lễ Quan Hoàng Bảy Bảo Hà cầu tài cầu lộc. Hầu giá Quan Hoàng Bảy. Quan Hoàng Bảy là vị thánh hoàng thường hay ngự về đồng nhất trong thập vị quan hoàng, cũng bởi vì trong hàng tứ phủ Quan Hoàng Bảy được mẫu Dao chấm lính nhận đồng. Khi ngự về đồng, ông thường mặc áo lam hoặc tím tràm, thêu rồng kết uốn thành hình chữ thọ, đầu đội khăn xếp có thắt lét lam, cài chiếc kim lịch màu ngọc thạch. Ông ngự về tấu hương, khai quang rồi cầm đuôi heo, cưỡi ngựa đi chấm đồng. Đền ra Quan Bảy về ngự, nếu ông ném cây heo vào người nào thì coi như ông đã chấm đồng người đó. Lúc ông giáng ngự, thường dâng ông ba tuần trà tàu rồi mời thuốc lá nghe văn, ban tài phát lộc cho thanh đồng đệ tử rồi xe giá hồi cung. Sự thật về tiếng oan Quan Hoàng Bảy ăn chơi. Ngày này có nhiều người xin lô đề trong giá ông Hoàng Bảy, thậm chí đến đền Bảo Hà cung lễ để xin số đề, hay dâng cả thuốc phiện đèn bàn trong lễ ông. Điều này là hoàn toàn sai trái, thế nhân hãy thanh tỉnh nhớ lấy lời dặn của ông.